Chào cả nhà nhá. Chiếc nồi cơm mâm nhiệt của Toshiba này với cái lỗi là bị F2. Trước đó thì khách có nói là bị F2 nên là khách tháo nó ra và khách tháo pin ra để reset. Về không ấy, thì nó hết F2 và nấu được, nhưng mà nấu được một lúc thì nó lại báo F2. Như vậy là nó phải lỗi mạch thì nó mới như vậy nhá. Thì chúng ta tháo pin ra chúng ta reset được đấy. Và video này mình sẽ phá cái van F2 xem nó ở lỗi ở đâu nhá. Mọi người nhá, bạn nào muốn tham khảo F2 của con Toshiba huyền thoại rất nhiều người dùng này thì tiếp tục theo dõi video nhá. Nếu các bạn Google các bạn tìm kiếm là nồi cơm Toshiba lỗi F2 ấy, thì cái nguyên nhân ở Google nó đưa ra cho chúng ta đó là liên quan đến cảm biến nhiệt độ của nồi cơm Toshiba hoạt động lâu ngày rất dễ bị két lại, dẫn đến hiện tượng không ổn định, tức là cảm biến nhiệt không ổn định. Do đó mà nó sẽ xuất hiện lỗi F2. Tức là như nào? Tức là cái phần kiểm soát nhiệt của nó đưa về MSU đang có sự sai khác, không chuẩn xác, dẫn tới con MSU phát hiện ra là có sự cố về nhiệt độ. Do đó mà nó sẽ báo F2. Một là đôi khi là sẽ đứt cảm biến, hai là cảm biến hỏng, ba là linh kiện trên đường cảm biến tới tận IC lỗi thì nó sẽ báo là F2. Mọi người nhé, trên kênh của mình thì mình cũng có một cái video nói về F2 này, nhưng mà mình thấy nó bị lỗi F2 thôi. Nhưng mà thực sự cái cây view đấy là mình sửa nguồn, họ bảo với F2, nhưng khi sửa xong ấy thì là thực sự là con nguồn đấy, con nồi đấy là do bị hơi nước nó hấp vào dẫn tới là nó xỉn dỉ rất nhiều cáp kết nối cũng như là chân IC vi xử lý, và khả năng là vì nguyên nhân đấy dẫn tới là cái phần kiểm soát nhiệt độ của nó bị sai nên do đó nó báo F2. Thì hồi đấy mình sửa nguồn xong, sau đó là mình tháo pin ra mình lắp lại là khách vẫn chạy đến bây giờ chưa thấy đem lại, tức là nó đã ok nên nó hiển thị F2 ấy. Nên con này bây giờ mình cũng sẽ làm như thế, và cũng như mình nói là đôi khi là do chính là cái này nó bị hỏng này. Nó bị hỏng này, hơi nước nó bốc vào đâu trong này và dẫn tới là nó hấp hơi. Nhưng mà có cái điều ấy là con nồi này nhá, nó không phải là cái vòng hình tròn, mà cái nồi này, nhưng cái nồi này nó cực kỳ dày luôn. Tức là model của Thái Lan hay của gì nó dày dã man, cái nồi nặng lắm. Có loại thì là nó lại có cái vòng vòng lên nữa cơ, thì cái vỏ vào lòng nồi này nó mỏng chứ nó không nặng như cái nồi này. Tóm lại là cái kiểu thằng Toshiba này nó bán được nhiều nên nó có nhiều kiểu các bạn nhá. Còn bây giờ thì thôi cứ kệ thôi, mình sẽ cố gắng xử lý xem F2 nó là cái gì. Hy vọng là nó giống con ban bệnh mà mình đã từng sửa ngày xưa, đó chính là do bị hơi nước nó đổ vào. Hơi nước chảy vào dẫn tới bị lỗi. Thì tháo cái này ra chúng ta cứ cạy ra thôi, khách đã cạy ra rồi kiểu gì cũng sẽ bị gãy lẫy các bạn ạ. Phải cạy khéo lắm mới không lẫy gãy. Bắt buộc tháo ra là phải cạy này ra mà các bạn. Chặt kinh. Chờ để mình xem ở đâu để cạy ra cho nó đỡ gãy lẫy của khách. Dùng quả 7 thân trưởng đưa vào đây. Bấy một phát, cái lẫy này nó gãy ra không? Không gãy. Vẫn còn nguyên hai cái lẫy này. Không sao cả các bạn ạ. Quả 7 thân trưởng của mình. Đó thì mình tháo được nó ra nhá mọi người nhá. Để chúng ta xem nó có bị xỉn dỉ gì không. Và đo cảm biến nhiệt nữa, con này hình như nó chỉ có một cảm biến nhiệt à, có đúng không nhỉ? Đúng rồi, trên nắp vung chỉ có ủ thôi. Nên do đó mà chỉ có một cái đường kiểm soát nhiệt thôi. Cái này nó có màu nhá, nó cái gì dây blue này. Dây đỏ này. Chúng ta cứ rút hết ra chả sao đâu mà, tí nữa mà kiểu gì mình cũng cắm lại được mà. Đây là cái cảm biến nhiệt đấy các bạn ạ. Cái này rơi ra tí nắp nạ vào, vẫn cái F2 đấy nhá. Mình đo đạc cái cảm biến nhiệt đã. Mùa này thì hôm nay hơi nóng. Mùa này hôm nay hơi nóng này chắc là đo chỉ rơi vào tầm khoảng chắc 40 càng, 40 kg nhỉ. Mùa đông có thể lên đến 60 đấy. Đo thử nhá. Các bạn ạ, cao nhỉ. Chả có thông số khác, thôi cứ kệ đi nhá. 67 kg nhá. 67 kg. Và khi nhiệt độ nó tăng lên thì nó sẽ giảm dần đấy các bạn ạ.
họ bảo họ tháo pin ra mà, reset mà, họ bảo họ thế mà, họ bảo mình thế mà. Một thanh Liên, đúng rồi, đã từng tháo ra rồi. Nhưng phía trên này như chưa tháo. Nhìn vẫn đẹp lắm mọi người. Có khi không có biến thiện nhiệt thật đâu nhé. Chưa thấy hơi nước vào đây. Đấy, lẹt rồi nhá, để mình nhìn qua cái nào. Thông thường là nước nó vào ấy, thì nó sẽ xỉn hết cái chỗ này này. Đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà mình chưa thấy. Pin này đã tháo đâu mà họ bảo tháo pin ra rồi. Chán không? Rõ ràng họ nói như thế mà. Mình thấy họ hàn chỗ này. Các bạn ạ. Họ nói như thế mà thực ra pin vẫn còn nguyên đây này. Thế họ tháo pin ra kiểu gì? Họ bảo là họ tháo pin ra. Sau đó chạy được tí thì nó lại bị như này. Họ nói thế. Không biết họ tháo pin thật đấy. Có cái nhựa thông đây này. Không có kệ đâu. Giờ mình sẽ tháo ban F2 xem là sao nhé. Tháo ban xong bắt đầu là cho ít nước vào nấu, cho sủi và cặn nước vào, phải chuyển về chế độ ủ thì nó ok mọi người ạ. Nên thử hơi lâu. Cái lồi này model khác các bạn ạ. Đây. Họ vứt lâu phần dán kinh lắm. Mình đang đo cần biết thông số con cảm biến nhiệt. Con này nó chạy biến áp sắt từ, nhưng mà chắc cảm biến nhiệt của nó thì như nhau thôi. Như vậy là 64 mới này, con kia như kia thì có khác gì nhau đâu các bạn. Như vậy nó chả sao cả các bạn á, nhưng mà kiểu gì mình cũng đè ra mình thay. Con này thì 66 các bạn ạ. Con này mình đã từng sửa 2018 và mình vứt đó lâu rồi, do xỉn dỉ hết bo mảnh các bạn ạ. Do phần dán. Mình đã tháo con cảm biến nhiệt kia ra để mình sẽ thay cho người ta các bạn ạ. Mình có sẵn nên thay luôn, nhưng mà mình phác thảo cho mọi người về cái đường cảm biến nhiệt này. Mình sẽ tập trung vào những linh kiện trên cái đường cảm biến nhiệt nhá. Thì con cảm biến nhiệt nó cắm ở đây này nhá. Thì nó sẽ là như thế này, mình sẽ phác thảo cho mọi người về cái đường cảm biến nhiệt nó như này nhá. Nó sẽ có một cái nguồn 5V nhá, đi tới con RT nha. Đây là con RT này, con cảm biến nhiệt đấy. Đây là con RT đo được là 64 kilo ohm đấy các bạn nhá. Thì cái 5V này ở đâu ra? 5V nó xuất phát từ 12V trên con tụ này. Nó được ghi map bởi DZ này các thứ ấy, tại sau đó nó sẽ được ra tại chân E. Thì ra chân E to là ra cảm biến nhiệt, còn đâu ra chân E của con bé này ấy, thì nó đi lên VC nhá. Và nó không phải chỉ ra riêng ra đấy, đây mình đo mình biết được mà. Tí nó đo luôn nhá. Điện áp 12V tại đây đây này. Đó. Mình đo không ohm nhá. Tới chân C và cực B được phân áp điện trở và ghim là 5V 6 thì ra chân E đây. Hai chân E này sẽ khác nhau nhá. Đó, nó khác nhau đây nhá. Thì cái nguồn này do cực B chung nhau và cực C chung nhau, nhưng mà ra 5V là riêng biệt nhau, chân E riêng nhau. Thì chân E con to này này, nó sẽ đến tới 5V đây. Đó. Và nó cũng sẽ đi đến đây để nó lên trên mạch này. Nó đi lên trên mạch. Các bạn nhá, đi lên đâu thì không rõ. Còn cái con này, còn chân này thì nó cũng đi lên mạch. Đây để xem lên chân nào. Đây chân này, nó đi lên trên này. Nhá, đường 5V riêng nó tách riêng, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng 5V cấp cho cảm biến nhiệt là từ con này. Xong từ con này thì song song với con cảm biến nhiệt ấy, nó có một con tụ này 103 hoặc 104 nhá. Đây này. Mình vẽ luôn. Đấy để đo xem nó có chập không. Đây là 104 đi. Để tính nó xem có đúng không nhá. Con tụ đấy nó làm mà chính là xong ra. Đây là hai chân cắm này. Thì nó là đây nhá. Nó là đây chứ quên các bạn. Sau đó là sau khi đi qua 64K, 5V đi qua 64K đi sang bên này rồi, nó sẽ đi đến cái chân này. Đếm từ bên này sang đấy, 1, 2, 3, 4, chân số 5 nhá. Đi sang bên này là đến chân số 5 ở đây. Sau đó nó được phân áp về mát bởi một con điện trở là 1802, tức là 18K. Tại sao biết đây là mát? Bởi vì mình đo với âm toàn mạch này. Đây là âm toàn mạch này. Thì nó về không à, nó là âm toàn mạch nhá.
chúng ta đo với, chúng ta xác định là cái màu con này chúng ta không dò được đâu, màu nó vàng khè chúng ta đo để chúng ta hiểu được nó thôi các bạn nhé. Nó về âm tụ thì là âm toàn mạch luôn đấy các bạn nhé. Đây này, chúng ta cũng đo lên bên này cũng biết được. Tóm lại là mình theo mình nhìn nhận thì nó sẽ như thế này, nó sẽ đi qua một con 1802, 1802 tức là 18k nhé. Để về mát đây đo thử luôn xem đúng 18k không. Bây giờ mình có cái này mình cứ hút đây là mình đo dễ lắm, xem có đúng 18k không nhé. Ô 42 ở đo thành nano fara này, đo thành ra thành tụ này, đang để chế độ điện trở đi, nó tự nhận diện trên mạch nó loạn xì ngậu lên nó không chuẩn đấy. Tóm lại là không đo chuẩn ở trên này được các bạn ạ. Nó là 1802 luôn nhưng mà trên mạch này đo được con 5,5 kilo ohm thôi, nó có nhiều đường mạch điện linh tinh nên không thể đo chuẩn xác được các bạn nhé. Mình hiểu về bản chất 18k này, chúng ta tháo ra đo là 18k đấy. Tiếp tục này, chúng ta sẽ nhìn tiếp nhá. Nó đi từ chân này này, nó đi đến đây rồi, nó đi tới đây, sau đó đi qua con điện trở bên trong cùng này này, bên ngoài dây gì hết nhưng bên trong là con 10k nhá. Đi qua con 10k 10 kilo ohm đấy. Đó. Đi qua 10 kilo ohm thì tiếp tục này, nó về đến chân vi xử lý mà. Đi qua 10 kilo ohm này tới đây này. Có một con tụ này dập mát xem có đúng không, xem nó về mát về với con này không thì biết đúng luôn. Mình đo thông nhau để mình biết rằng là à có một con tụ như thế này này. Chả biết là bao nhiêu đâu. Và mình vừa đo giữa một chân của con 18k và chân tụ đấy là trùng nhau, trùng nhau thì tức là nó là về dập mát mọi người nhá. Đấy, đo đấy, đo thông mạch đấy, trên mạch đấy các bạn ạ. Tưởng tượng, em mình tưởng tượng ở trong đầu mà. Tới đây rồi, nó vào tụ này dập mát đấy. Bởi vì nó sẽ vào chân IC rồi. Đấy, vào cái chân này. Chân này là chân nhận cảm biến nhiệt thì đây, vẽ nó sẽ về đến chân VC. IC vi xử lý đây nhá. Các bạn nhá, về chân IC, chân nhận biết cảm biến nhiệt nhá. Thì đấy, cái mạch điện của nó sẽ đúng như này luôn. Khi chúng ta ghim điện ấy, thì mình sẽ đo được 5V ở đây. Và mình sẽ đo được mức điện áp thấp ở đây nhá. Thấp hơn 5V các bạn ạ, rất là thấp. Và khi mà vi xử lý đưa lệnh ra đóng dơ le thì bắt đầu là đáy nồi nóng thì tương đương con RT này giảm xuống. Mình cứ giả sử nhá, mình giảm nó giảm 64, 63, 61 rồi giảm đến 20k đi chẳng hạn. Giảm dần dần thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái điện áp 5V được phân áp về xuống đây nhiều hơn, điện áp về vi xử lý nhiều hơn. Và khi nó về đến vi xử lý xong cái quá trình họ tính toán, họ thiết kế là về đến đây, là về đây được tầm khoảng, nó sẽ nhiều cái chương trình chạy nhá. Nó về đây tầm khoảng là 3V đi chẳng hạn, mình cứ giả sử đấy. Mới đầu thì nó chỉ có khoảng ít thôi vô thôi, bây giờ nó lên 3V hoặc là đến 4V đi. Thì biết là cơm sắp chín rồi, sẽ nghỉ và chuyển sang chế độ ủ. Chúng ta hiểu thế nhá. Thì cái mạch này là nỗi F2 ấy. Thì mình Google mình search thì nó liên quan đến là cái đường điện, cái điện áp đưa về cho con vi xử lý để kiểm soát nhiệt này nó bị sai, nó bị lỗi. Do đó mà nó xảy ra hiện tượng báo F2. Ngày xưa thì mình gặp ấy là cái chân này này, nó xỉn chập, nó chập bị hơi nước vào, nó chập nhau hết. Và nó chập vào nhau hết thì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy là cái điện áp được thông qua cảm biến đưa về đi sang đây nó cứ chập loạn linh tinh lên, thì dẫn tới là cái nguồn nó không ổn định, cái tín hiệu về đây không ổn định và không theo thiết kế thì nó sẽ báo được F2 đấy mọi người nhá. Nên do đó mà con này bây giờ mình sẽ kiểm tra những con linh kiện này. Con này thì mình sẽ thay rồi các bạn ạ, mình sẽ thay và mình sẽ đo, mình sẽ thử, nhưng mình sẽ kiểm tra con này xem chập không này, con này ok không này, con này ok không này, con này ok không này. Và mạch điện thì rất sáng đẹp luôn, con này thì không hề bị nước vào. Mình bắt đầu mình tưởng bị nước vào nhưng không hề có các bạn nhé. Đó, mình sẽ kiểm tra tất tần tật như thế nhá, xem thế nào nhá, rồi cho chúng ta kết quả. Mình vừa tháo hai con tụ nhá, con tụ chỗ này này và con tụ ở chỗ này ra này. Hai con tụ này nó là con tụ 103 các bạn ạ, nhưng nó bé quá, kẹp nó toàn bật đi các bạn ạ. Đó, 103 đo được 11 nano nhá. Đo được 10 nano thôi nhưng mà nó có sai số nữa nên đo được 11. À, như vậy là con trong này là không phải là 103. Con này khả năng là con 473 rồi. Con này tận 50 nano cơ. Con bên trong này này, con này này. Các bạn nhá, con ngoài thì con ở chân cắm này thì chân cắm cảm biến thì nó là 103.
như vậy là đo thì biết được đấy các bạn ạ, chứ không thể đọc được trên mạch ở đâu. Điện trở thì nhìn màu còn đọc được, đúng đấy, nó bé quá chả kẹp được, con này kẹp được luôn này, như vậy là nó không chập nhá. Ok, kiểm tra vài con điện trở nữa. Mình đã kiểm tra điện trở ok hết nhá. Con này là con 103 nhá. 103 song song này này. Con này là con 473 đấy nhá. Tại chân vi xử lý nhá. Và mình có hàn lại một số linh kiện nó bị kiểu như nó bị bong phần nóng ấy. Các bạn ạ. Cả chân cát collect này, mình có hàn chân collect thì nó đúng vào cái đường pin hay sao nó reset về không luôn rồi, đỡ phải tháo pin ra các bạn ạ. Còn bây giờ mình sẽ đo cho mọi người cái thông số một cho nó một chút. Mình ghim điện nhá, mình đang cho cấp điện vào là mình biết là chân này và chân này là AC220 vào nhá. Tất nhiên là ghim có bóng đèn đây mà. Đã ghim nhá. Sao bị giật đấy nhá các bạn nhá. Và đây là nguồn 12V ra này. Đó. Thì 12V ra về âm ở đây nhá. 12V đấy. Ô. Là âm ở đây. Nó tới chân C có con chan này này. Đó, và cực B của chúng chung nhau là được 5V 6 V 7 ấy, thì nó ra tách riêng nhau nhá. Đây là chân E cấp cho cả biến nhiệt này. Đó. Còn đây là chân E cấp cho cái khung vùng gì đó bên trên kia thì không rõ nhá. Thì như đây nó ra được 5V 1 này. 5V 2 này, nó tới cảm biến này. Đó, như vậy là con này không ra đâu nhá. Và nó đi qua cảm biến nó sang bên này, nhưng hiện tại mình đang không cắm cảm biến nhiệt, do đó là không ôm nhá. Và vi xử lý đang nhận là không ôm đấy. Và bây giờ mình sẽ cắm con cảm biến nhiệt vào. Để nó có cái lỗi trở 67K đấy. Thì mình sẽ đo thì nó chúng ta sẽ thấy là nó khác, là nó sẽ có điện áp đường về nhá. Con này nghi ngờ là cảm biến lỗi mà. Cảm biến khi nó nóng lên này. Đấy, được 1V 1 nhá. Đấy, khi 67K 1V 1 1V 1 đi sang đến đây này. Đó, phân áp về mát tương đương với đi qua con 10K sang bên này thì nó chỉ là 1V 1 thôi. Và khi mà nấu ấy, bắt đầu cảm biến nhiệt giảm ấy, thì nó lên đến 1V 2 rồi đến 1V 3 rồi đến 2V rưỡi vân vân đấy các bạn ạ. Thì có khả năng do cái cảm biến nhiệt kia nó bị lỗi chẳng hạn. Nó điện nguồn về đây, cái điện áp về đây bị bập bõm quá. Nút cao này, nút cao nút thấp chẳng hạn, nó không ổn định thì dẫn tới nó báo F2 nhé. Do đó mà con này mình đã kiểm tra tất tần tật là không thấy lỗi gì cả, nên mình cứ táng mình thay con cảm biến nhiệt xem thế nào nhé. Mình có sẵn cảm biến nhiệt, và chúng ta nếu mà chúng ta mua cảm biến nhiệt trên thị trường chúng ta thay cũng được, nhưng mà khi thay xong ấy, thì đôi khi chúng ta phải căn chỉnh làm sao cho cơm ngon nhất nhé, bằng cách là lối tiếp điện trở trên đường nó về ấy. Thì chúng ta lối bên nào được, lối trên lối dưới đều được các bạn nhá. Lối 1K hoặc lối 670 ohm hoặc 470 ohm ấy các bạn, mình đã chia sẻ rồi nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ thay con này vã nào, cho một ít nước vào và lối thử. Mình còn cẩn thận hàn lại chân chỗ này để cho cái chân cảm biến nhiệt nó sạch đi, con này không bị nước vào các bạn ạ. Đã mở hết ra như này rồi cũng phải test thử xem nó phím bấm thế nào. Đấy, có là CD rồi đấy. Và dơ nè đóng thì bóng điện sáng cấp nguồn cho bơm nhiệt đấy. Cái này nó chạy ở đây nhỉ. Đây là cái cúc này. Đó, ok. Nhưng mà sao cái loa nó kêu bé đấy nhỉ. Loa bé, sửa loa cho người ta luôn. Tháo ra cạo cạo cái tiếp xúc bên trong này các bạn ạ. Nó hay cái giống loa Thạch Anh này lâu ngày bị xỉn gì thì nó hay không tiếp xúc được cái chân, hai cái chân bên trong này, dẫn tới là nó kêu rất là buồn cười. Đây là kinh nghiệm từ thời mình chưa học làm điện tử, cụ thể là mình sửa cái loa tít tít của đồng hồ Casio. Dao cạy nó ra nhỉ. Loa Thạch Anh nhé các bạn nhé. Loa này chạm không cạy được. Nó có hai chân tiếp xúc thôi mà, chân nó bị xỉn nên nó sẽ bị như này, nó gãy mất rồi. Vậy cũng được, miễn là nó ra được. Nó kêu to hơn không nhé các bạn nhé.
một cái nó chạm vào chạm giữa này, một cái nó chạm ria này, nhưng mà lâu ngày quá nó đánh xỉn đây này, thì là mình sẽ quay ra một vị trí khác. À không quay được cái vị, à có quay được một vị trí khác đây để nó không tiếp đúng vị trí đấy nữa. Đấy, thế đi. À, xem nó có kêu to không? Con này thì loa này để nó bảo ghi âm dương đấy, nhưng mà chúng ta cứ đóng ngược cũng chả sao cả đâu. Loa Thạch Anh mà. Thực ra loa hỏng thì người ta cũng chả đi sửa đâu mà. Để tiện đây thì xem luôn cho người ta luôn đi. Đầu hỏa hàn sắp đất rồi. À, xem kêu to chưa nhá. Đấy, to chưa. Đấy, kiên sửa xịn chưa. Sửa được cả loa rồi. Bây giờ vấn đề là đừng có F2 nữa để còn có thu nhập. Mình cho một ít nước vào nhá. Và khi mà lấu ok thì kiểu gì mình sẽ bôi keo silicone ở đây, dán kính bếp từ bôi một mấy lớp đây giữ để cho nước đỡ bốc vào đây các bạn ạ. Nhưng thử đã. Còn cái này bảo hôm nọ họ hỏi họ, họ bảo là họ tự xử lý được, cứ kệ họ thôi. Nấu nhanh nhá, nấu nhanh là để đỏ thứ hai này. Đấy, đã đóng gele và chúng ta chờ kết quả xem nó có F2 không. Anh em mình zoom gần lên cho mọi người nhìn cái đồng hồ của nó nhá, chúng ta sẽ biết là nó có báo lỗi hay không nhá. Nó đang ở 013 giờ đấy các bạn ạ. Chả rõ, rõ ở đây thì lại ở đây không rõ. Đấy, cứ kệ đó nhá. Và cái lồi kia mình cũng lấy mất cái này mình lắp cho khách rồi, chả còn nữa các bạn ạ. Hiện tại đang thay mỗi con cảm biến nhiệt này thôi. Chẳng qua mình có lô bo, à có nồi vứt đi nên mình lấy cả cụm mình tháo, đỡ phải tháo cho mệt người các bạn ạ. Chứ cảm biến thì mình cũng đầy cảm biến. Cảm biến những cái lồi cơm thông dụng là 60, nó rơi vào 60k đấy các bạn. Nên đo theo nhiệt độ môi trường cái thứ thì nó cao hơn hoặc nó thấp hơn nhá các bạn ạ. Nhưng mà mình nói luôn như này là nồi cơm mà bị hỏng cảm biến nhiệt ấy, mà khi chúng ta thay cảm biến nhiệt mới trên thị trường thì kiểu gì chúng ta phải chèn điện trở hoặc là tăng giảm điện trở thì cơm nó mới chuẩn xịn được, chứ không thay phát được ngay đâu các bạn nhá. Bởi vì nó liên quan đến độ chuẩn xác và cái sai số của linh kiện. Mua mới có phải là do hãng sản xuất đâu các bạn ạ, toàn bên ngoài sản xuất mà, còn LT đến cái tầm trừ như này, phút đến phút như này mình thấy nó đốt liên tục, chắc là để sủi các bạn ạ, để xem nó có kết thúc được chương trình không. 3,4 là giờ le đang đóng liên tục, mâm nhiệt đang đốt nhiệt, sinh nhiệt liên tục đấy. Đấy, đã nhả. Đến cái tầm này thì khói bay nghi ngút rồi các bạn ạ. Để xem nó cạn được nước nồi về chèn về ủ không. Chèn về ủ nó về cái chữ keep one này này nhá mọi người nhá. Nó sôi một lúc này chắc là nó cạn nước rồi. Nó còn 7 phút nữa này, và nó nhấp nháy cái đèn này. Như vậy là hết F2 nhá. Để xem nó kết thúc không. Thì mọi hỏng hóc nó là khác nhau, nhưng con này mình đang đoán là do con cảm biến nhiệt này nó đang bị lỗi theo một cái kiểu ấy, đó là dẫn tới là cái tín hiệu, cái điện áp, cụ thể là cái điện áp đưa về chân nhận diện của vi xử lý để biết được nhiệt độ như nào ấy, là nó đang bị sai khác, do đó mà con MSU nó báo F2. Thì cũng có thể xảy ra trường hợp là đôi khi các bạn bị F2, các bạn tháo pin ra để các bạn reset, các bạn nắp vào thì nó lại chạy được bình thường chẳng hạn, là do cái hơi ẩm nó lúc vào chẳng hạn dẫn tới là nó bị sai khác, hoặc nó bị sốc điện hoặc nó thế nào đấy thì nó cũng F2, hoặc là con cảm biến nhiệt nó bị một lý do gì đấy nó bị như vậy nhưng sau nó lại chạy bình thường các bạn nhá. Nên do đó mình con này mình thay thì mình sẽ yên tâm mọi người ạ. Còn đâu nó lỗi trong vi xử lý thì mình bó tay thôi mọi người nhá. Thôi để cho nó kết thúc, sắp xong nhá. Cụ cháu nó đem cho cái sạc xe điện nổ tanh vành lên, khả năng mai sẽ sửa cho nó đỡ mất hơn 200.000 mua các bạn ạ. Sạc xe điện của cụ cháu vừa mở ra nhìn kinh khủng quá, chả hiểu sao nó nổ dã man thật đấy. Nó sạc cái cổ lắm rồi, không có BT151 gì cả, chỉ có mỗi diode thôi. Đấy, đã kết thúc nhá. Và khi kết thúc này nó chỉ có ủ thôi, 28W ủ nhá.
Và chúng ta sẽ xem nhá, những cái nồi mâm nhiệt như này thì khi nó kết thúc ấy, thì nó sẽ khô rộng cong cho mình xem. Đấy, khô khô khô, không còn một cái gì nữa luôn mọi người ạ, bốc kết luôn. Như vậy là chắc chắn mình sẽ có thu nhập. Nhưng mà trước khi kết thúc video thì mình cũng sẽ, trước khi giả khách, có điện giả khách ấy, thì kiểu gì mình cũng sẽ dán cái keo, cái Sinicona A500 dán kính viết từ, tạo một cái màng ở đây để giữ cho hơi nước đỡ vào nhá. Ok nhá, video cũng kết thúc nhá. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chào tất cả các bạn.